Xin chào tất cả các bạn. Có thể nói có rất nhiều người bị ảnh hưởng kinh tế do bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới, và chính phủ Nhật đã đưa ra chính sách hỗ trợ tiền cố định đặc biệt. Và những người thuộc đối tượng của chính sách này, mọi người sẽ được nhận 10 man. Hôm nay hai sự sẽ hướng dẫn các bạn làm thủ tục trên. Ngày 29 tháng 5, thành phố Hamamatsu sẽ gửi qua đường bưu điện cho các bạn một phong bì như thế này. Bì có những giấy tờ sau: 1. Giấy thông báo, 2. Tờ đăng ký, 3. Phong bì chuẩn bị sẵn để hồi đáp. Trước hết chúng ta sẽ xem giấy đăng ký. Chúng ta sẽ nhìn vào khung số 1. Toàn bộ tên và ngày tháng năm sinh của các thành viên trong gia đình được ghi ở đó. Các bạn hãy kiểm tra xem có bị ghi sai không nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ nhìn vào khung số 2. Ở khung này chúng ta sẽ ghi họ và tên người đăng ký, số liên lạc có thể liên lạc được, đóng dấu và ghi ngày tháng năm, ngày điền của chúng ta. Tiếp theo chúng ta sẽ nhìn vào khung số 3. Khung này chúng ta sẽ điền tên ngân hàng. Loại tài khoản chúng ta sẽ vòng vào số 1 hoặc là số 2. Và cuối cùng chúng ta sẽ ghi tên của chủ tài khoản ngân hàng, ghi bằng chữ katakana. Với bạn định điền tài khoản của ngân hàng, chúng ta sẽ điền vào đây số chi nhánh và số tài khoản ngân hàng. Với bạn định điền tài khoản diêu trổ của bưu điện, chúng ta sẽ viết ở đây ký hiệu và số tài khoản ngân hàng. Về thủ tục điền giấy tờ đến đây là kết thúc rồi. Tiếp theo các bạn sẽ chuẩn bị các giấy tờ cần nộp. Thứ nhất, giấy tờ chứng minh thân nhân. Nếu bạn là người ngoại quốc, bạn sẽ phải photo cả hai mặt thẻ ngoại kiều. Cách gọi khác của thẻ này là thẻ cư trú. Tất cả các giấy photo, các bạn đều phải photo tờ A4 nhé. Thứ hai, các bạn sẽ photo quyển sổ tài khoản ngân hàng. Các bạn sẽ photo mặt bìa, sau đó mở ra và photo cả mặt này nữa nhé. Lưu ý tất cả các giấy tờ photo đều là tờ A4. Đến đây là đã chuẩn bị xong. Các bạn hãy kiểm tra lại một lần nữa. 1. Đơn đăng ký đã viết xong. 2. Tờ photo của thẻ ngoại kiều. 3. Tờ photo của quyển sổ ngân hàng. Sau khi kiểm tra xong, các bạn cho cả 3 loại giấy tờ này vào phong bì đã chuẩn bị sẵn. Sau đó, các bạn lật đằng sau phong bì, các bạn đánh dấu tích ở hai khung trên. Ghi số bưu điện, địa chỉ nhà và họ tên của mình. Bước cuối cùng là chúng ta bỏ vào thùng thư của bưu điện. Nhớ là không cần phải dán tem các bạn nhé. Hoàn toàn không hiểu thủ tục nhận tiền trợ cấp đặc biệt, bạn không đọc được kanji, bạn gặp khó khăn khi làm thủ tục. Khi đó, hai sự sẽ giúp các bạn. Ngoài ra, nếu bạn nào cảm thấy có điều gì bất an, hãy đặt câu hỏi với hai sự qua Facebook hoặc điện thoại đến số 053 458 2170. Hãy nói Betonamogo Onegai Shimasu. Chúng tôi sẽ chuyển máy cho người phiên dịch. Trao đổi bằng tiếng Việt vào thứ 5, thứ 6, thứ 7 từ 1 giờ đến 5 giờ. Hoặc đến trực tiếp hai sự ở tầng 4 tòa nhà Creato. Các thông tin về bệnh dịch virus corona nói chung cũng có sẵn trên HP, vui lòng tìm kiếm trên hai sự. Nếu bạn gặp khó khăn, trước hết hãy thảo luận về hai sự. Buổi hướng dẫn làm thủ tục nhận trợ cấp cố định đặc biệt đến đây là kết thúc. Tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.